Chào mừng quý vị quay lại kênh YouTube Ông Mật Cao Nguyên Highland Bee. Hôm nay Ông Mật Cao Nguyên tiếp tục muốn giới thiệu đến quý vị bài viết có nhan đề Có nên trị ho bằng siro mật ong, hành tím và tỏi? Bài thuốc trị ho cho trẻ từ sự kết hợp giữa mật ong, hành tím và tỏi là bài thuốc dân gian chữa ho hiệu quả. Tuy nhiên, bài thuốc này không phù hợp với trẻ còn quá nhỏ, nhất là trẻ mới sinh cho đến 1 tuổi rưỡi vì các bé có thể bị ngộ độc. Công thức một loại siro tự chế được rất nhiều bà mẹ chia sẻ trên các mạng xã hội thời gian gần đây là mật ong, hành tím kết hợp cùng với tỏi. Theo phản hồi của nhiều người, loại siro trên rất hiệu nghiệm, hiệu quả ngoài mong đợi. Thậm chí, có bà mẹ còn khẳng định chỉ sau một muỗng thuốc, bé nhà chị hết ho hoàn toàn và ngủ êm ru sau nhiều tháng ho dai dẳng. Tuy nhiên, cũng có không ít người hoài nghi về tính hiệu quả của bài thuốc trên, chủ yếu tập trung vào những thắc mắc như tỏi và mật ong liệu có kỵ nhau. Siro có mật ong có thể dùng cho trẻ từ mấy tuổi? Lượng mật ong ngâm hành tỏi cụ thể là bao nhiêu để khỏi bị ngộ độc hay phản ứng phụ? Giải đáp những thắc mắc trên, bác sĩ Đông y Nguyễn Ngọc Thu Hiền và bác sĩ Trần Văn Năm, nguyên viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Mật ong và tỏi rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Các nghiên cứu cho thấy mật ong có nhiều dưỡng chất như các loại vitamin, các khoáng chất mangan, canxi và enzyme. Ngoài tác dụng bồi bổ sức khỏe, mật ong còn giúp bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ giúp chữa được nhiều bệnh. Cạnh đó, tỏi là loại gia vị có nhiều selen cùng các nguyên tố vi lượng, được coi như một loại kháng sinh tự nhiên do tỏi có nhiều nguyên tố vi lượng chứa kháng khuẩn alien, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, ổn định huyết áp, nâng cao sức khỏe. Cũng theo bác sĩ Năm, sự kết hợp giữa mật ong và tỏi là bài thuốc dân gian chữa ho hiệu quả lâu nay. Tuy nhiên, bài thuốc này không phù hợp với trẻ còn quá nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh đến 1 tuổi rưỡi vì các bé có thể bị ngộ độc. Với các bé này, cách tốt nhất để giúp thoát khỏi tình trạng ho hắng kéo dài là đến các bác sĩ để được tư vấn, hướng dẫn. Công thức bài thuốc siro chữa ho từ tỏi và mật ong. Nguyên liệu: hành tím 1 củ, tỏi nếu tỏi to thì 1 củ, tỏi nhỏ 2 củ, mật ong. Thực hiện: hành tỏi lột vỏ, rửa sạch, thái thành từng khoanh tròn, sau đó cho hành tỏi vào lọ, đổ mật ong ngập mặt các nguyên liệu rồi ngâm qua 12 tiếng, nếu ngâm lâu hơn thì tác dụng nhiều hơn. Khi bé uống, chắc hành tỏi bỏ đi, lấy nước siro cho bé uống 2 đến 3 lần mỗi ngày, mỗi lần 1 muỗng cà phê. Hy vọng thông qua video này, quý vị sẽ ghi nhớ thêm nhiều thông tin bổ ích liên quan đến mật ong, cũng như biết cách sử dụng mật ong mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu quý vị yêu thích những kiến thức mà chúng tôi đưa ra, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Mật Ong Cao Nguyên cũng như đón xem những video mới nhất. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.